Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại quận Thốt Nốt là các vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo trên địa bàn quận. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo một số nội dung trọng tâm về kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và một số hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ động, trách nhiệm, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia là những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của các địa phương và cả nước. Các ý kiến cử tri tại cuộc tiếp xúc đánh giá 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên trong và bên ngoài, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng lòng tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng qua tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đánh giá cao cá nhân Thủ tướng Chính phủ nói riêng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nói chung đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ đã và đang được giải quyết tích cực. Cử tri quận Thốt Nốt đã kiến nghị nhiều vấn đề như Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai thực hiện tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với chiều dài khoảng 5,3 km. Đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn quốc lộ 80 cặp bờ sông Cái Sắn là rất cấp bách nhằm bảo vệ hành lang giao thông quốc lộ 80. Đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành hỗ trợ hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng đã trả lời các ý kiến cũng như tiếp thu ghi nhận các kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu một số thành công của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Quốc hội đã khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần dân chủ được khuyến khích thảo luận. Các đại biểu Quốc hội đã truyền đạt ý kiến của cử tri đến Quốc hội và Chính phủ. Các nội dung hoạt động của Quốc hội được thực hiện bao quát về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Kỳ họp đã kiện toàn nhân sự, công tác giám sát của Quốc hội được tăng cường và kỳ họp đã xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của quốc gia. Kỳ họp đã phát huy dân chủ và huy động trí tuệ tập thể để thảo luận, trao đổi, phản ánh ý kiến cử tri khắp mọi miền Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tham gia đầy đủ các phiên họp, tham gia chất vấn, tham gia phát biểu ý kiến, truyền tải nguyện vọng, ý kiến của cử tri thành phố Cần Thơ đến Quốc hội, Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá và nêu bật các thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, nhấn mạnh đến vấn đề thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trả lời ý kiến về triển khai tuyến đường nối, tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Thủ tướng Chính phủ cho biết, phát triển hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước xác định. Hiện nay đã hoàn thành các quy hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ và hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của vùng. Hiện nay đã hình thành các tuyến cao tốc để đến năm 2030, vùng sẽ có 6 tuyến đường bộ cao tốc, tiếp tục hoàn thiện mở rộng các sân bay Phú Quốc, Cà Mau, Rạch Giá, đầu tư phát triển cảng biển Cái Cui, Trần Đề, Hòn Khoai, từ đó mở ra các không gian phát triển mới. Theo Thủ tướng, tuyến đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chỉ có chiều dài khoảng 5,3 km, vốn không lớn, thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố nên yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xem xét cân đối giữa nguồn vốn trung ương và địa phương. Về việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Thủ tướng cho rằng đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với tình trạng sụt lún, sạt lở chua mặn, thành phố Cần Thơ cần đánh giá lại có phương án sơ tán dân. Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan thực hiện đề án tổng thể giải quyết tình trạng này. Nếu tình trạng sạt lở khu vực đầu cồn Cù Lao Tân Lộc đặc biệt nghiêm trọng, cần xem xét ưu tiên thực hiện trước. Thủ tướng giao các bộ ngành phối hợp với thành phố Cần Thơ triển khai. Đối với ý kiến của cử tri Phạm Thái Bình, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An về hỗ trợ hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp, Thủ tướng Chính phủ cho biết trong đề án đã nêu các cơ chế chính sách, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp tổ chức thực hiện hiệu quả.
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá. Mức phạt tiền tối đa đối với các cá nhân vi phạm hành chính trong quản lý giá là 150 triệu đồng, đối với tổ chức là 300 triệu đồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, đối với các hành vi vi phạm trong quy định về định giá và bán hàng hóa, dịch vụ không đúng với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nghị định quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, bị phạt tới 25 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa dịch vụ trong thời gian nhà nước thực hiện bình ổn giá. Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2024. Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động, nhiều ngân hàng đã tiếp tục phát hành trái phiếu ra thị trường. Vietinbank dự kiến chào bán 80 triệu cổ phiếu trái phiếu trong 2 đợt với giá chào bán bằng mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. HD Bank cũng vừa có thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm ghi nhận sự lên ngôi của nhóm ngân hàng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 21 tháng 6 năm 2024, có 41 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng hơn 110.000 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Tính chung nửa đầu năm nay, cả nước xuất khẩu hơn 900.000 tấn phân bón các loại, tương đương hơn 360 triệu đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia chiếm 27,7% trong tổng khối lượng. Với tình hình xuất khẩu phân bón khởi sắc sau một năm lao dốc, nhiều doanh nghiệp trong ngành phân bón vừa công bố kết quả kinh doanh với những con số ấn tượng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm nay, doanh thu ước đạt gần 29.600 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của tập đoàn ước đạt 815 tỷ đồng. Thưa quý vị, tính đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 28 vụ việc phòng vệ thương mại và đã áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu. Về ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài, tính đến tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã phải đối mặt với 252 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường với đa dạng các mặt hàng. Ngoài ra, cơ quan điều tra nước ngoài thường xuyên rà soát các vụ việc phòng vệ thương mại với quy trình và các yêu cầu rất phức tạp. Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm 2024. Điều này đồng nghĩa, hàng hóa xuất khẩu sẽ đối diện nhiều hơn trước các vụ điều tra phòng vệ thương mại, trong đó có một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang các thị trường lớn EU, Hoa Kỳ. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã công bố mở đường bay thẳng Hà Nội, Phnom Penh. Vietnam Airlines cũng ký kết hợp tác với các đối tác tại Campuchia để thúc đẩy phát triển hàng không, du lịch hai nước. Đường bay thẳng giữa Hà Nội và Phnom Penh với tần suất 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay hiện đại Airbus A321 được khai thác từ ngày 27 tháng 10 năm 2024. Với đường bay mới này, Vietnam Airlines sẽ có tổng cộng 5 đường bay giữa Việt Nam và Campuchia. Thưa quý vị, dứa được xem là một trong những loại cây ăn quả có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù năm nay thời tiết bất lợi, chăm sóc khó khăn hơn, nhưng dứa lại được mùa, được giá, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Gia đình bà Đỗ Thị Thuyết đang thuê người thu hoạch dứa để nhập cho thương lái. Năm nay cây dứa đạt năng suất cao, quả to, mẫu mã đẹp, năng suất 60 tấn một hecta. Với gần 2 hectare dứa cùng giá bán hiện tại là 8.000 đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí, gia đình bà Tuyết thu lãi gần 400 triệu đồng. Từ đầu vụ đến giờ là cũng đều đều, mà họ thu mua cũng thấy cũng khá là ổn. Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 400 hectare dứa chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng. Năm nay dứa không chỉ có giá bán cao mà còn dễ bán, bởi tư thương đã làm hợp đồng đặt cọc thu mua từ khi sắp chín. Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã trồng dứa theo hướng giải vụ, vừa bảo đảm nguồn cung, vừa tránh tình trạng dứa chín đồng loạt, dồn ứ khó tiêu thụ. Giá năm nay thì ổn định rồi, ổn định suốt từ đầu vụ đến giờ rồi.
Có lúc cao điểm lên 9.000 mà như bây giờ thời điểm này thì 8.000. Sức tiêu thụ của nhà máy năm nay nó nhiều hơn thì giá nó đẩy lên, nó tăng lên. Bây giờ mỗi thu trên một hecta khoảng từ trên dưới 500 triệu. Mà chi phí nếu mà những hộ nào mà lấy công làm lãi thì lợi nhuận có thể là 60%, còn nếu mà thầy thuê nhân công thì lãi khoảng 45-50%. Trồng dứa trên những vùng đồi thấp là hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thị xã Bỉm Sơn đang đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp để liên kết sản xuất cho nông dân, đồng thời quy hoạch vùng trồng, tiến tới cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Sáng ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến cho 3 người tử vong. Khoảng 23 giờ đêm ngày 13 tháng 7, người dân sống trong hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp nghe một tiếng nổ lớn. Nhiều người chạy tới, thấy ngôi nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm bốc cháy dữ dội nên hô hoán kêu cứu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã có mặt dập lửa. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể và đưa ra ngoài, gồm một cụ già khoảng 93 tuổi, hai người còn lại là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. 3 người tử vong được xác định là 3 mẹ con cùng một nhà. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ. Tiếp tục chương trình là một số thông tin liên quan tới sự cố sạt lở đất đá tại Hà Giang. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chính quyền tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả sạt lở đất làm nhiều người thương vong. Tuy nhiên, sự cố sạt lở này cũng là bài học để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an toàn giao thông trong mưa lũ. Với tinh thần tập trung cao độ, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát từng mét đất tại khu vực sạt lở và ta luy âm với phương châm ưu tiên tìm kiếm người bị vùi lấp, đồng thời sẵn sàng các lực lượng ứng phó, luân phiên thay ca kíp nhằm bảo đảm công tác cứu hộ được khẩn trương liên tục. Hiện nay thì có thể nói là khối lượng công việc là lớn mà người dân mà tử nạn ở đây thì không biết là bao nhiêu người. Đến nay chúng tôi cũng chưa khẳng định được là có bao nhiêu người sẽ vùi lấp dưới lòng đất đó. Cho nên là chúng tôi phải cố gắng tìm, vì tìm những thấy người dân đưa canh đưa lên đấy, có thể nói là rất thương tâm. Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vụ sạt lở kinh hoàng là do mưa lớn liên tục kéo dài. Bên cạnh đó, khu vực sạt trượt có địa hình phức tạp, đất đá bị phong hóa cao khi ngấm nước quá nhiều, làm tăng thể tích và trọng lượng, đồng thời giảm lực ma sát gây trượt lở mạnh. Hiện một số đoạn đường trên quốc lộ 34, khu vực sự cố xảy ra cũng đã xuất hiện nhiều điểm sạt trượt với khối lượng đất đá lớn. Do đó, khảo sát, rà soát, đánh giá tác động sạt trượt là hết sức cần thiết. Chúng tôi cũng đang có cái phương án là sẽ điều hành cái giao thông có thể bằng cái cách nào tốt nhất để phục vụ cho người dân và nâng cái mức độ cảnh báo để đảm bảo được cái mức độ an toàn cho người dân. Tính đến 19 giờ tối 13 tháng 7, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể nạn nhân, trong đó có một trẻ em. Các nạn nhân này hiện đã được xác định danh tính. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc khắc phục sự cố sạt lở đất đá, đồng thời chủ động có trách nhiệm triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn, theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi nắm được thông tin các nạn nhân bị sạt lở đất, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa qua. Bên cạnh đó, các tổ chức cá nhân và người dân cũng tổ chức quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, động viên các lực lượng chức năng tích cực nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến thăm hỏi các nạn nhân vụ sạt lở đất đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Hà Giang, động viên chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời đề nghị ngành y tế dành điều kiện tốt nhất để cứu chữa những người bị thương, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương lo hậu sự, hỗ trợ các gia đình có người tử nạn. Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang cũng kêu gọi nhiều nhà hảo tâm tặng quà tiền mặt cho các nạn nhân. Tôi cũng đang chỉ đạo các cái lực lượng là ứng cứu kịp thời, vừa là cấp cứu nạn nhân và vừa là cái việc mà lo hỗ trợ tối đa cho các cái nạn nhân và đặc biệt là công tác thăm hỏi và lo các cái công việc đối với thân nhân của các nạn nhân. Bên cạnh sự nỗ lực tích cực của các lực lượng chức năng,
tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn thì luôn có sự đồng hành của những lực lượng hậu cần tại chỗ. Họ là những tổ chức thiện nguyện, những nhà hảo tâm và cả những người dân khi nghe tin vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đã tự động mang đến những suất cơm, nước uống và nhu yếu phẩm để kịp thời tiếp tế các lực lượng tìm kiếm. Không phải riêng một mình tôi mà tất cả, hầu như một rất là số đông của người dân Hà Giang cũng mang đồ đến đây cùng các lực lượng chức năng nữa để làm sao mà tiếp tế được, để cho các chiến sĩ có sức khỏe tốt nhất để tiếp tục công việc của mình. Hàng loạt những hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong lúc thiên tai hoạn nạn, như tiếp sức mạnh cho các lực lượng chức năng khắc phục khó khăn, vừa là tinh thần động viên giúp các gia đình nạn nhân vơi đi bớt nỗi đau mất mát. Cục thuế TP HCM vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Qua đó cho biết trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế TP HCM thu ngân sách đạt 206.380 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán cả năm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành thuế TP HCM thu ngân sách đạt 206.380 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán năm, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nguồn thu từ các khu vực kinh tế cũng như các sắc thuế chính đều đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, khu vực nhà nước tăng 19%, khu vực FDI tăng 18%, khu vực tư nhân tăng 23%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 21%, thuế giá trị gia tăng 29%, thuế thu nhập cá nhân tăng 15%. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP HCM giải quyết 508 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn là 4.692,3 tỷ đồng, đạt 57,72% so với dự toán. Báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản TP HCM 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Đầu tư và Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản CBRE Việt Nam cho thấy nguồn cung căn hộ chung cư mới vẫn còn hạn chế, chỉ bằng 40% nguồn cung mới của cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ chung cư mới tại thị trường TP HCM trong nửa đầu năm 2024 vẫn còn hạn chế, chỉ bằng 40% nguồn cung mới của cùng kỳ năm trước. Do vậy, các dự án có đợt ra hàng mới đều đạt tỷ lệ bán tốt. Số lượng căn hộ bán được trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt 80% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.700 căn hộ bán được. Trong quý 2 năm 2024, thị trường đã ghi nhận thêm nguồn cung căn hộ chung cư chào bán mới nằm tại khu Đông và khu Nam thành phố. Hầu hết các căn hộ được chào bán trong nửa đầu năm là từ các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo, nhưng tiêu thụ rất tốt, ghi nhận bán được hơn 70-90% số căn hộ mở bán. Cũng trong quý 2, một số dự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố đã được chào bán từ 5-7 năm trước, cũng chào bán số lượng ít các căn còn lại với giá bán cao gần gấp đôi so với đợt mở bán trước đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản theo đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh về việc giải quyết nội dung liên quan đến diện tích và ranh giới khu văn hóa tâm linh Chùa Phật Quang Hòa Bình tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Sau bài phản ánh người dân thành phố Hòa Bình khốn khổ vì quy hoạch khu văn hóa tâm linh treo 17 năm mà truyền hình nhân dân đã phát sóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc họp tiếp dân cùng các sở ngành thành phố để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân. Theo đó, tỉnh Hòa Bình bãi bỏ công văn số 306 ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc mở rộng khu văn hóa tâm linh Chùa Hòa Bình tại khu vực Đồi Ba Vành, thành phố Hòa Bình và công văn số 2056 ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc điều chỉnh ranh giới quy hoạch xây dựng khu văn hóa tâm linh tại khu vực Đồi Ba Vành, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình cũng đồng ý chủ trương giao Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiên cứu đầu tư xây dựng trên phần diện tích đã có các quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Bây giờ dân chúng tôi xin ý kiến là đề nghị cấp trên là cho 170 hộ dân chúng tôi ra khỏi cái dự án của nhà chùa này. Không cho vào cái dự án của tâm linh nữa để cho bà con chúng tôi sinh sống. Đến tới nay đã là 19 năm rồi. Sở xây dựng đề nghị là ban trị sự giao là ban trị sự thực hiện xây dựng khu văn hóa tâm linh Chùa Hòa Bình tại đồi Ba Vành Hòa Bình với diện tích đã được giải phóng mặt bằng, báo cáo chỉ như vậy, cụ thể là khoảng 5,3 ha. Cái thứ hai ấy, để cấp phép xây dựng cho các hộ dân thì đề nghị là chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ quy hoạch lập cái khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở lập cái giấy phép xây dựng có thời hạn.
Tỉnh Hòa Bình giao Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu số 3, còn phía chùa Phật Quang giải phóng mặt bằng đến đâu thì triển khai dự án đến đó, vì phía nhà chùa bao năm nay không có kinh phí để giải phóng mặt bằng tiếp. Đặc biệt, việc bãi bỏ các quyết định trên còn phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà các hộ dân đã kiến nghị suốt nhiều năm liền, bởi họ đã phải chịu đựng suốt bao năm nay trong hoàn cảnh đi không được, ở không xong, không mua bán, không được xây sửa chính ngôi nhà của mình vì quy hoạch treo suốt 17 năm. Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho các chương trình đào tạo của nhà trường. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực và hoàn thiện theo các tiêu chuẩn khắt khe và toàn diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo để trở thành nơi có chất lượng cao về đào tạo y dược học cổ truyền, y đa khoa và dược học của Việt Nam. Y dược cổ truyền đã tồn tại phát triển cùng lịch sử loài người và ngày càng được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới trong điều trị dự phòng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một trong những giải pháp quan trọng của ngành đó là phải phát triển nguồn nhân lực y tế, trong đó có nhân lực y dược cổ truyền chất lượng cao, khoa học và gắn với nhu cầu thực tiễn. Ở trình độ đại học với 3 ngành đào tạo, y học cổ truyền, y khoa, dược học, sau đại học với 7 mã ngành, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sĩ nội trú ngành y học cổ truyền, châm cứu chuyên khoa 1, dược liệu, dược học cổ truyền, chuyên khoa 1, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam đã liên tục cập nhật, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, chủ động thực hiện các kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước. Từ ngày 1 tháng 8 tới đây, người dân có thể đăng ký khám bệnh ngoài giờ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Dự kiến, người bệnh khi khám ngoài giờ có thể được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp tục mở cửa nhiều phòng khám từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng hàng ngày để hạn chế cảnh người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng chờ khám. Hiện nay, có ngày cao điểm, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 người bệnh nhân. Thưa quý vị, cùng với những điểm du lịch đã trở thành thương hiệu tại Việt Nam, nhiều mô hình mới xuất hiện mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Trong đó có mô hình bảo tàng sinh thái, hay còn gọi là bảo tàng sống, giúp bảo tồn các giá trị văn hóa lâu đời, mang lại nguồn tài nguyên du lịch to lớn cho địa phương. Và địa phương đầu tiên đang được các chuyên gia đề xuất triển khai mô hình này là Làng Cổ Bát Tràng, nơi sở hữu di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia với nghề truyền thống gốm Bát Tràng. Không chỉ nổi tiếng với nghề gốm truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia, Bát Tràng còn được biết đến như một ngôi làng mang những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc ẩn chứa trong các công trình kiến trúc độc đáo, những lễ hội và nghệ thuật ẩm thực truyền thống của một ngôi làng gần ngàn năm tuổi. Với những thế mạnh này, người dân làng Bát Tràng mong muốn xây dựng nơi đây trở thành một bảo tàng sinh thái để lưu giữ cho thế hệ mai sau những giá trị tốt đẹp. Ở trong này chỉ còn lõi của lịch sử, lõi của văn hóa, lõi của các câu chuyện ấy với ông, bà già và các trẻ em. Thì chúng tôi muốn sống lại không gian này. Bởi vì ở đây nó là một kho kim cương nằm trong cái làng cổ đó. Thì người dân chúng tôi sẽ tạo nên được kế sinh nhai, sẽ tạo nên thịnh vượng. Đến đây nghe những câu chuyện mà chính người dân làng cổ Bát Tràng họ kể về lịch sử cái cuộc thiên di từ Bồ Bát Ninh Bình ra đến đây, cùng với tất cả những câu chuyện về văn hóa, về truyền thống nghề cũng như là truyền thống làng, thì tôi cho rằng đó là những tiêu chí mà hội tụ được trong bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng. Bảo tàng sinh thái được thiết lập tại Bát Tràng sẽ giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời của làng. Người dân địa phương là đối tượng được hưởng lợi từ mô hình này, từ đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Hơn nữa, việc xây dựng thành công mô hình bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng cũng sẽ giúp hình ảnh Bát Tràng nói riêng và Hà Nội nói chung được tôn vinh lan tỏa. Đây là một chủ trương hay là một đề án rất thú vị về văn hóa. Nó không những bảo tồn được cái di sản vốn có của làng cổ Bát Tràng mà nó còn phát huy được. Thì cái này rất là thú vị. Cái thú vị thứ hai nữa là mình đang nói đến công nghiệp văn hóa. Vậy thì công nghiệp văn hóa là làm cái gì? Thì làm ở làng cổ Bát Tràng này là hoàn toàn phù hợp. Bản thân Bát Tràng đã là một hệ sinh thái, do vậy để bảo tồn sống, bảo tồn tại chỗ toàn bộ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cùng đời sống văn hóa và môi trường sinh thái của cộng đồng cư dân Bát Tràng cần phải chú trọng sự kết nối, gắn kết của người dân và sự phối hợp quản lý của chính quyền địa phương để cùng nhau tìm ra cách làm phù hợp nhất,
để vẫn giữ được văn hóa của làng nghề mà vẫn phù hợp với thời đại.